Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu của Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, sau khi tham gia cuộc chiến phi nghĩa tại Việt Nam, nhiều lính Mỹ trở về nước với nỗi ám ảnh kinh hoàng và chịu hậu quả nặng nề về tâm lý hậu chiến, người ta gọi là hội chứng Việt Nam. Ngoài nỗi ám ảnh với lối đánh du kích thân sầu, lính Mỹ và đặc biệt là phi công Mỹ còn có một nỗi sợ hãi với trình độ của siêu đỉnh lực lượng phi công Việt Nam. Cho đến ngày nay, lực lượng phi công thực chiến của Việt Nam vẫn được các chuyên gia không quân Mỹ, Nga nhắc đến với sự nể trọng đáng ngờ. Vậy vì sao chuyên gia quốc tế lại đánh giá cao trình độ phi công Việt Nam như vậy? Họ đã làm nên những kỳ tích gì? Các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức đi tìm hiểu ngay trong video này nhé! Thưa các bạn, nói về khả năng chiến đấu của phi công Việt Nam và nỗi sợ hãi của các phi công Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, tờ Sputnik của Nga từng có một bài bình luận khá sâu sắc với chủ đề Người Mỹ nhảy với tử thần trên bầu trời Việt Nam. Chuyên gia người Mỹ cho biết trong bài viết rằng vũ điệu tử thần là tên gọi mà các phi công Mỹ sử dụng trong cuộc chiến ở Việt Nam, mô tả những thao tác không bài bản bị động mà họ buộc phải thực hiện trên không khi cố gắng tránh những quả tên lửa sấm sét đang nhắm vào máy bay Mỹ từ những chiếc tiêm kích do phi công Việt Nam. Nỗi ám ảnh của lực lượng không quân Mỹ với lực lượng không quân Việt Nam bắt đầu từ khi Mỹ quyết định ném bom miền Bắc lần thứ hai vào tháng 5 năm 1971. Cuộc đối đầu không cân sức giữa một bên là lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới của Mỹ và một lực lượng không quân Việt Nam sinh ra trong khói lửa chiến tranh, thiếu thốn về khí tài và thời gian huấn luyện cũng phải vô cùng cấp tốc. Ai cũng nghĩ lợi thế sẽ thuộc về không quân của cường quốc số 1 thế giới. Ấy thế nhưng sự thật lại đảo ngược. Ngay trong trận đánh lớn nhất năm 1971, không quân Việt Nam thực hiện 64 lần xuất kích, triển khai 15 trận đánh và bắn rơi 7 máy bay F-4 của Mỹ. Trong cả năm 1972, giữa không quân Mỹ và không quân Việt Nam xảy ra 201 trận không chiến. Phía Việt Nam mất 54 máy bay, trong đó có 36 máy bay MiG-21 và một máy bay huấn luyện MiG-21US. Phía Mỹ thiệt hại 90 máy bay, trong đó có 74 máy bay F-4 và 2 máy bay trinh sát RF-4C. Riêng MiG-21 diệt 67 máy bay của Mỹ. Đáng nói, mặc dù Mỹ liên tục thay đổi chiến thuật và phương thức tác chiến, vũ khí trang bị, mặc dù Mỹ có những phi công dày dặn kinh nghiệm và có số lượng giờ bay hơn rất nhiều lần, nhưng không quân Mỹ không những không thể hạ gục những cánh chim sắt của Việt Nam mà còn bị tổn thất rất nặng nề. Cuộc chiến kết thúc với việc người Mỹ bị lực lượng không quân Việt Nam bắn hạ tới gần 4.000 máy bay chiến đấu và chấp nhận thua một cách nhục nhã trên bầu trời Việt Nam. Chiến thắng rực rỡ này cũng trở thành nỗi ám ảnh mang tên phi công Việt Nam đối với nhiều người Mỹ. Các phi công Việt Nam trong chiến tranh thực sự quá giỏi và quá thành công trong việc áp đặt cách đánh đối với phi công Mỹ. Họ đã linh hoạt trong việc kết hợp phục kích và tấn công trên bầu trời, đẩy không quân Mỹ vào thế phòng thủ bị động. Khi chuyển sang tấn công cũng thụ động và kém linh hoạt hơn. Người ta đếm rằng tỷ lệ tổn thất của máy bay Mỹ so với tỷ lệ tổn thất của MiG thuộc Việt Nam là 2-1. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng nếu như phi công Việt Nam có thêm nhiều giờ bay cao hơn, được đào tạo dài hơi hơn, kinh nghiệm tác chiến cao hơn, thì chắc chắn con số thương vong của Mỹ không chỉ dừng lại ở 4.000 chiến đấu cơ. Các bạn thân mến, chính những gì mà phi công Việt Nam thể hiện trên bầu trời đã đưa không ít người trong số họ vào danh sách danh giá ACE, một danh hiệu công nhận cho các phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số 5 trở lên. Danh hiệu này bắt đầu được khởi xướng từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Cụ thể, trong danh sách này, Việt Nam có tới 16 phi công được công nhận. Trong khi đó, con số phi công đạt danh hiệu ACE của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam chỉ có 5 người. Nguyễn Văn Cốc là phi công đứng đầu trong các phi công ACE của Việt Nam. Ông đã tiêu diệt được 11 máy bay của đối phương, trong đó có 2 chiếc phi cơ không người lái. Trong số máy bay còn lại, phía Mỹ xác nhận 6 chiếc. Thậm chí nếu không tính 2 chiếc UAV, thì với chiến công hạ 7 máy bay có người lái,
Nguyễn Văn Cốc vẫn xứng đáng là phi công hạng ACE số 1 của toàn cuộc chiến tranh Việt Nam. Bởi không có phi công Mỹ nào hạ được quá 5 máy bay của đối phương. Tiếp theo, phải kể đến phi công Mai Văn Cương tiêu diệt được 8 máy bay, trong đó có 6 chiếc F-4 và F-8. Phi công Nguyễn Hồng Nhị, phi công Phạm Thành Ngân đều bắn rơi 8 máy bay. Vậy tại sao phi công Việt Nam lại đạt được nhiều danh hiệu ACE hơn phi công Mỹ? Trong một bài viết trên truyền thông phương Tây, cụ thể là trang acepilot.com của tác giả Diego Zampini có đưa ra lý giải rằng một trong những nguyên nhân chính là do số lượng đôi bên không cân xứng. Cụ thể, vào năm 1965, không quân Việt Nam chỉ có 36 chiếc MiG-17 và một số lượng phi công tương tự. Cho đến 3 năm sau, con số này mới tăng lên thành 180 chiếc MiG, nhưng chỉ có 72 phi công có thể chiến đấu. 72 phi công quả cảm này đã phải đương đầu với số lượng khoảng 200 chiếc F-4 với khoảng 140 chiếc Thunder GF và ước chừng 100 chiếc F-8, A-4, F-4 của Hải quân Mỹ xuất kích từ hàng không mẫu hạm. Đội hình này còn kèm theo rất nhiều máy bay hỗ trợ để gây nhiễu hoặc cứu hộ. Rõ ràng trong tình huống phải chiến đấu không hề cần sức đó, phi công Việt Nam đã vô cùng vất vả. Họ thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi luân phiên sau 100 phi vụ. Ở phía đối nghịch, phi công Mỹ được luân chuyển về nước huấn luyện liên tục hoặc bay thử và số ít trong họ trở lại chiến trường Việt Nam. Điều này có nghĩa là gì? Tức là phi công Việt Nam phải chiến đấu nhiều giờ, bay nhiều giờ thực chiến hơn nên tỷ lệ phi công bắn rơi nhiều máy bay cao hơn và đương nhiên sẽ đạt danh hiệu AS nhiều hơn phi công Mỹ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phi công Việt Nam chỉ cần cần cù, bù thông minh. Thực tế, phi công Việt Nam được đánh giá vô cùng giỏi giang và vượt xa phi công nước bạn. Không những thế, các phi công Việt Nam còn nhận được sự dẫn đường tuyệt vời của kiểm soát viên mặt đất, giúp họ chiếm lĩnh được vị trí phục kích tối ưu. Phi công Việt Nam cũng rất giỏi áp dụng chiến thuật du kích trên không, khiến máy bay Mỹ không kịp trở tay. Không những thế, công tác huấn luyện phi công Việt Nam cũng rất đặc biệt. Vào giữa thập niên 1960, các phi công Mỹ chủ yếu được huấn luyện kỹ năng sử dụng tên lửa nhằm giành thắng lợi trên không. Thế nhưng, họ quên mất một điều là phi công có tài điều khiển phi cơ quan trọng không kém vũ khí mà anh ta sử dụng. Trong khi đó, không quân Việt Nam ý thức được điều đó và huấn luyện phi công của mình tận dụng lợi thế linh hoạt của các máy bay MiG-17, MiG-19 và MiG-21. Họ chủ trương cận chiến để hạn chế các lợi thế của máy bay Phantom và Thunder Jeep to hơn. Chính nhờ những điều này mà lực lượng phi công Việt Nam đã đạt được những chiến công oanh liệt trên bầu trời và trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của lính Mỹ. Các bạn thân mến, danh tiếng của phi công Việt Nam trong chiến tranh đã trở thành niềm tự hào cho lực lượng không quân Việt Nam thời nay vững bước noi theo. Theo báo cáo mới nhất của World Air Forces 2022, lực lượng không quân thế giới 2022 do tạp chí Fly Global xếp hạng, không quân Việt Nam hiện nay là một lực lượng đáng gờm với việc nắm giữ nhiều máy bay quân sự, tiêm kích, trực thăng tấn công, săn ngầm đình đám. Đặc biệt, Việt Nam hiện là nước duy nhất trên thế giới sở hữu bộ đôi tiêm kích huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga và L-39NG của Séc phục vụ trong không quân nhằm đào tạo phi công, nâng cao chất lượng chiến đấu. Những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ được bàn giao cho phía Việt Nam từ năm 2023 đến 2024, cùng gói bao gồm công tác huấn luyện phi công, cung cấp phụ tùng thay thế cũng như loạt hỗ trợ hậu cần kèm theo. Hiện nay, những phi công đầu tiên đã được đưa đi đào tạo để có thể sử dụng thành thạo được những chiến cơ bay này trong tương lai gần. Các chuyên gia quân sự thế giới cho rằng, bước đi này không chỉ thể hiện những tính toán kỹ lưỡng, đầu tư chất lượng để đưa binh chủng phòng không không quân tiến thẳng lên hiện đại, mà còn mở ra cơ hội hợp tác quân sự, an ninh quốc phòng rộng mở giữa Việt Nam với các đối tác trên toàn thế giới. Rõ ràng, Việt Nam của chúng ta rất biết đầu tư và không tiếc tiền để đầu tư cho những mảng mũi nhọn của lực lượng quốc phòng chúng ta. Có được một lực lượng phòng không không quân hiện đại, thiện chiến, được trang bị đầy đủ những khí tài tốt nhất cùng với đội ngũ phi công giỏi từ trong trứng nước
sẽ không có lý do gì mà chúng ta không đi đến cùng, chiến đấu đến cùng để bảo vệ bờ cõi, quê hương và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà khó khăn lắm chúng ta mới có được, phải không ạ? Còn các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho Hố Xanh Kiến Thức biết ở phía dưới comment nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!